Ok, xin chào tất cả anh em một lần nữa nha em ơi. Và bây giờ chúng ta sẽ trở lại tiếp tục với một series gấp đôi tiếp tục cho anh em đoạn nha em ơi. Khả chỉ còn thiếu một cái áo thủy rồi nè. Sau vài video Khả đã làm xong thì bao tây, đai, dây thì chúng ta sẽ ép lên một áo thủy cho anh em đoạn nè, thớ vào áo xanh này nha em. Thì Khả đang dự định đó là dòng đầu tiên đó là thời gian phục hồi, dòng thứ hai là kháng hỏa, dòng thứ ba là phục hồi sinh lực, dòng thứ tư là chống 40, dòng thứ năm nó là sinh lực và dòng thứ sáu là sinh khí 20 nha em. Rồi đầu đầu công đoàn F thì chúng ta đã chuẩn bị tất cả các phôi xanh cũng như là cái phôi tím, ok rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị đó là nguyên liệu là hiền tinh và thủy tinh nữa là xong rồi em ơi. Rồi khá xin vài những thủy tinh nó ép nha em. Rồi lên vài những thủy tinh nó rút, chúng ta sẽ rút dần dần cho nó đỡ bị chặt chỗ nè. Rồi chúng ta sẽ rút ta sẽ giúp cái dòng phục hồi ra trước cho nó chặt chỗ à. Nó một mình cái áo nó hết xấu chỗ rồi nè mà. Lấy nè. Chúng ta sẽ lấy hiện 1 nè. Lấy nè. Hiện tinh 3 nè. Từ từ à. Bớt mấy cái này ra. Không đủ ô à. Lấy nè. Áo dòng phục hồi nè. Hiện tinh nè. Phúc duyên này, ba thì tinh này, hiện một này, thì dòng hồi nha năm, hai thì tinh cũng được nè, lấy hai đập ba, phẩm 78 là đậu này, 78 là mắt 20, mắt 40 thôi, 8 này, rồi, dòng thứ hai đó là phục hồi sinh lực, ok, hồi sinh lực thì vẫn là thì tinh ba, và ôm ít phúc duyên, và ba thì tinh, hai thì tinh cũng được. Dòng phục hồi nha anh em ơi, quên thời gian phục hồi sinh lực đúng rồi. Rồi phẩm 7. Rồi dòng cuối cùng là dòng sinh lực. Sinh lực hiện 3. Vẫn là hiện tinh 3. Chỗ này đáng lý bỏ ít phút dương tiểu cũng lên nè. Mà hiện tại nó chật chỗ quá. Rồi lấy nè, lấy cho xong nè. Dòng sinh lực dòng cuối nè. Tinh 3 nè, áo này thì Khải nghĩ làm nhanh thôi anh em ơi. Hiện 3 này, tiểu này, sinh lực dòng cuối, sinh lực dòng cuối lấy 3 thì tinh. Ok, xong này, 1 này, hiện 1 này, hiện 2 này, hiện 3 này. Ở dòng tiếp theo là kháng hỏa. Kháng hỏa, chón sinh khí. Kháng hỏa chón sinh khí ẩn nha nè. Nó là sẽ lấy ẩn này, ẩn 1 này. Ẩn 1 hỏa thủy này. Ẩn 2 nè, thủy nè. Ẩn 3 nè, thủy nè. Rồi, hiện tinh đã đủ chưa? Rồi lấy phúc duyên, ít phúc duyên nó đọc thôi. Phúc duyên. Phúc duyên. Phúc duyên. Phúc duyên. Lần này ép khoảng tầm vài chục bình phúc duyên là lên này. Chuẩn bị khoảng tầm 5-60 cục rồi đó. Bảy chục cục rồi. Chia cho nó đều rồi. Bảy chục. Rồi. Cái này chia 5-5 này. 6-6 rồi. Dòng này dòng đồ thủy là tách như này thôi. Rồi. Này là quá nhiều rồi. Thành công chấm chấm rồi. Lên này. Chúng ta bắt đầu vô nha em ơi. Dòng phục hồi nè em ơi. Hồi chúng ta sẽ áo này. Hồi 8 này. Hiện tinh 3 đa số là áo thủy này hiện tinh 3 thôi nè. 1 3 thì 1 1 đến 3 đủ em. Rồi. Ít phúc duyên này. 3 hiện tinh. Dòng hồi đầu tiên. Dòng hồi 40. Lâm tiền 40 nè. Dòng thứ hai là dòng kháng hỏa nè mày. Kháng hỏa khả đỡ khoảng tầm 30 bình phúc duyên là easy lên nè. 4 viên thì tinh là lên nè. Khám nè. Tinh 3 nè. Ẩn 1. Ôi chưa rút ẩn 1 mà. Từ lấy nè. Lấy nè.
Đây ông một trước rồi nè, chưa lấy ông một qua đây chứ. Lấy nè. Hơi thiếu niềm tin nè, đang lấy niềm tin nè. Ủa, này không đủ chỗ nữa trời. Ông mà Canada vậy. À, lấy dòng khăn hỏa lại nha em ơi, chưa lấy mà quên rồi chứ. Đinh ba nè. Ống một nè, 20 bình Phú Duyên nè. Dòng khăn hỏa này nó cũng khá là căng nè em ơi. Lúc 3 thì tin nha em. Rồi, này lên phòng 8 rồi xong. Phòng 8 là được. Ok, phòng 8 nè. Dòng chón. Dòng chón nè. Đinh ba nè. Chón nè. Chó là 10-10 là được rồi. 1, 2, 3. Lấy nè. Chón nè. Hiện 1 nè. Ấn 2 nè. Ấn 2 hiện tinh 3. Mùa hướng duyên 2 thiệt tinh. Phòng 7-8 là ông tu đậu nha Nam. Ủa, nó thành công mà rất là mất tiêu rồi. Rất rồi. Tiêu rồi. Đây đây đây. Rồi ok. Giờ rút thêm dòng cuối cùng nè mày. Ok, dòng cuối cùng là dòng sinh khí 20. Khi 20 phải rút 2 thị tinh luôn nè. 10 của duyên 2 tinh là lên nè. Tinh 3 nè. Ống 3 nè. Hai thiệt tinh nè. Dòng hồi. Hồi sinh khí chứ, cái này sinh khí nha. Ok. 7-8 là easy game. Cứ 7-8 là ok. 9 luôn. Ui, ra 9 luôn. Quá đạn. Ok anh em ơi, sau khi thành công thì bây giờ chúng ta cùng xem sơ qua nè. Ủa, cái cục phẩm 1 mất tiêu vậy. À, cục hiệu 1 vô rồi. Quên đi chứ. Cục hiệu 1 vô rồi đúng không? Ok. Hồi nãy biết thiên tinh 3. 1, 2, 3, 4, 5. 5 nhân tinh 3 nó đủ nè. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi. Phú Duyên nè mà, lấy Phú Duyên nữa nha. Cứ một dòng khoảng 10 bình Phú Duyên lại là easy rồi nè. Một dòng khoảng 10 bình Phú Duyên lại là đẹp, quá đẹp luôn. À được rồi. 1, 2, 3. Thiếu 30 bình nữa. Ok. Xong. Rồi, giờ vô thì tin vô nha anh em ơi. Vô nha, vô cái áo nha anh em ơi. Rồi, 10 ô. Cộng bớt vô. À, không đúng một ô trời. Ở đâu khảm đến dòng khăn hỏa nè em ơi. Hình tinh 3 nè. Phẩm 8 nè. 3 trong 1 thủng viên nè. 3 viên 4 viên thị tinh nè. Khăn hỏa nè em ơi. Khăn hỏa còn khá quan trọng là rút 3 đập 4. 3 trong 1 thủng viên là ok rồi. 25. Ok, đến dòng tiếp theo chúng ta sẽ là dòng 25 rồi nè. Đến dòng gì đây? Phục hồi sinh lực. Bảy phục hồi sinh lực. Ok, lấy thông tin nè. Phục hồi sinh lực nha Nam. Phục hồi sinh lực chúng ta chơi 10-10-10 là ok nè. Sao nào phải đứng mất cái hai cái con cái cái bình hữu gì rồi.
Ép cho anh em xem nè. Ôi là 10 ô á. Em đợi một qua buông hay bớt của thủy ơi. Bớt tử ơi. Tử không dùng máy. Khám vô cái dòng phù sinh lực nè mày. Tinh 3 nè. Mũ gì? 3 thì tinh. 3 tinh là cao, 2 viên là được rồi. À, cái này phẩm chất 7 cho 3 viên nè. 82 viên được, cho 7 thấp quá. 6 nè, tiếp tục dòng tiếp theo nè. Tinh 3 nè. Phẩm 8 nè. Cái này là dòng chón nè mày. Dòng chón. Bà hiệu tinh nè. À, nó dòng sinh lực nè. Sinh lực lên phẩm 8 nè. Sinh lực cho 50 bình phú nguyên tiểu luôn rồi. Sinh lực 3 thiệu tinh nè. Sinh lực 19 182. Sinh khí. Gề thiếu mấy bình hữu duyên là lấy tới bình hữu duyên à. 10 bình hữu duyên với 2 viên thiệu tinh là ok anh em ơi. Ô nhưng đại mình không có tiêu rồi. Bị kẹt của mình hữu duyên đại nè mày. Ngay mà. À, ép dòng cuối cùng rồi nè mày. Thành công áo một cách nhẹ gọn gàng nhẹ nhàng. Ủa sao mất áo nữa đâu. Vãi dữ. Lại mất nữa. Bởi gì mà má. Nhiều bà lên nghe. Trời ơi, nhiều lần đứng hình trợ. Anh em lại chốt em ơi, vãi thiệt. Anh em lại chốt nha em ơi. Rồi ok anh em ơi, bảo chi rồi em ơi, bảo chi rồi em ơi. Nói chung cái áo cũng đã thành công em ơi. Cái gì hẹn anh em ở video sau nha em ơi. Và chắc khải offline nha em ơi. Và không như hơn kính chúc anh em buổi trưa xùm lao dễ nha. Đừng quên nhấn follow để theo dõi những buổi livestream từ tên một khả em ơi. Bye bye anh em nha, bye bye mọi người, bye bye. Bảo chi rồi em ơi. Bye bye. Anh em đừng quên cho một like, chia sẻ, ủng hộ chơi và nhấn nút follow ủng hộ mạnh nha anh em ơi. Và video này Khải sẽ up ngược lại trên kênh anh em quý vị theo dõi lại trên kênh để theo dõi những công thức như là cái Khải trải nghiệm cho anh em xem anh em ơi. Bảo chơi nè anh em ơi, vừa bảo chơi rồi. Bảo chơi rồi anh em ơi. Không vô được nữa rồi. Tối gặp lại nha anh em ơi, tối 7:30 gặp lại nha anh em. Tối 7:30 gặp lại nha mọi người. Chúng ta sẽ tiếp tục ép đồ tiếp theo nha, cũng như là tối nay đánh tống kim 21 giờ nha anh em ơi. Tối nay đánh tống kim 21 giờ nha. Bye.